Mỗi mùa giải F1 kết thúc, người xem lại bắt đầu gặp khó khăn để chọn ra những cái tên có màn trình diễn xuất sắc nhất. Mùa giải 2023 này cũng không phải là ngoại lệ khi đã có quá nhiều tay đua đã rất thành công trong việc khẳng định về kinh nghiệm và kỹ năng của mình. Trong bài viết này, hãy cùng với Các Cộng Sport điểm qua 6 cái tên xuất sắc nhất mùa giải vừa qua. Để điểm tên những tay đua có phong độ tốt nhất trong năm nay mà thiếu cái tên Max Verstappen thì quả thực là một thiếu sót lớn. Mùa giải 2023 thực sự là một màn trình diễn độc tôn của Max khi xô đổ quá nhiều kỷ lục của những cái tên gạo cội như Lewis Hamilton hay Fernando Alonso còn chẳng nghĩ đến, chẳng hạn như số chiến thắng chặng trong một mùa giải, tay đua ghi được nhiều hat-trick nhất trong một mùa giải. Đặc biệt hơn, anh còn là tay đua duy nhất thắng 3 chặng đua trên cùng một đất nước chỉ trong một mùa giải. Khỏi phải nói thì người xem cũng có thể thấy được tài năng của anh chàng người Hà Lan tốt đến nhường nào. Bên cạnh đó thì kỹ năng quản lý lốp hoàn hảo của Maxi vẫn là một trong những điểm cộng lớn nhất từ trên đến nay. Điển hình như tại chặng đua Mexican GP, thời gian các vòng chạy của Max rất ổn định trong khoảng từ 1 phút 21 giây 400 đến 1 phút 22 giây 700. Ngoài những yếu tố trên thì chiếc xe RB19 được sử dụng trong mùa giải 2023 cũng là một trong những chất xúc tác giúp cho Verstappen có thể thăng hoa trong mùa giải này. Với những yếu tố kể trên kết hợp lại, Max Verstappen đã thành công bảo vệ chức vô địch thứ 3 liên tiếp của mình. Cái tên tiếp theo có trong danh sách này không ai khác ngoài nhà cựu vương 70 lần vô địch thế giới Lewis Hamilton từ Mercedes. Sau một mùa giải 2022 đáng thất vọng khi chỉ đứng thứ 6 trong cuộc trên bảng xếp hạng các tay đua, Lewis đã trở lại đầy xuất sắc khi anh đã chứng minh cho các anti-fan của mình thấy rằng tài năng của Hamilton không hề biến mất. Sau mùa giải 2021 và 2022 đầy thất vọng, thậm chí là với chiếc W14 còn nhiều sai sót, Hamilton vẫn có những màn trình diễn rất đẹp mắt mà người xem phải thốt lên rằng đây chính là một Lewis Hamilton đầy liều lĩnh như thời kỳ tân binh và đã quá lâu rồi mới được nhìn lại, như tại các trang đua United States GP, Mexican GP hay những pha vượt của Lewis với Lando và Charles đều có một điểm chung rất đẹp mắt và hết sức quyết liệt để có thể giành lấy thứ hạng tốt. Không như thế thì Hamilton đã thay đổi cách lái một cách quyết liệt hơn khi anh bắt đầu vào cua và phanh muộn hơn trước, thay vì chạy có phần giữ lốp và phanh sớm. Thế nhưng chính cách lái quyết liệt và có phần gắt này lại gây ra vụ tai nạn với người đồng đội George Russell của anh và dần chào tạm biệt với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các tay đua trong năm nay. Tuy vậy thì không phải bàn cãi khi khát khao giành chiến thắng của anh vẫn còn ở đó và team LH của Hamilton vẫn đang kỳ vọng rất nhiều vào chiến thắng tiếp theo của ngài trong mùa 2024 tới đây. Người đứng thứ 3 trong danh sách này chính là Fernando Alonso từ Aston Martin khi anh đã có một mùa giải thành công hơn rất nhiều so với thời gian trước đây tại đội đua Alpine, với một mùa giải đầu cùng đội đua Aston Martin đầy khởi sắc với những thành tích đầy ấn tượng khiến cho người xem còn bông đùa rằng tuổi tác đối với anh chàng Nando này chỉ còn là con số mà thôi. Quả thực là như vậy khi anh mang về cho Aston Martin 7 podium và những lời góp ý đầy quý giá để chuẩn bị cho mùa giải 2024 một cách tốt nhất. Khỏi bàn cãi khi màn trình diễn của Fernando ở tại Bahrain chính là khởi đầu cho một Alonso hồi xuân và khiến cho các fan hâm mộ của anh quyết định lên chuyến tàu hy vọng về một chiến thắng thứ 33 trong sự nghiệp. Thế nhưng treo cao thì ngã đau, Aston Martin lại có những bản cải lùi về mặt hiệu năng cho chiếc AMR23, khiến cho những hy vọng của fan như đi vào hư không. Dù vậy thì sau khi đã có những tinh chỉnh các bản cập nhật cho chiếc AMR23 tại chặng Sao Paulo GP, Fernando Alonso đã lấy lại sự tự tin của mình và tiếp tục tỏa sáng, đồng thời kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4 chung cuộc trên bảng xếp hạng các tay đua. Tiếp đến chính là những tài năng trẻ thuộc nhà đua đủ. Lando Norris sau một mùa giải 2022 đầy thất vọng khi chỉ có được 122 điểm và xếp thứ 7 chung cuộc cùng một podium có phần may mắn tại Imola. Mùa giải này đã cho thấy sự vực dậy đầy ấn tượng của Lando kể từ sau chặng Austrian GP, với nhiều lần khiến cho Max Verstappen phải thấy dè chừng với pace của mình. Lando đã có một mùa giải trong mơ khi giành được cho mình 7 podium và một spin pole và nhiều lần được những người hâm mộ yêu ái bình chọn làm driver of the day. Một trong những chặng đua tốt nhất của Lando không đâu ngoài sân nhà Silverstone của anh. Sau khi safety car được gọi ở vòng đua thứ 39, Norris đã bảo vệ thành công vị trí thứ hai của anh trước một Lewis Hamilton với kinh nghiệm lão làng và lợi thế với lốp xe. Nhờ phong độ đỉnh cao này mà Lando Norris rất xứng đáng được bầu chọn là tay đua hay nhất chặng. Còn ở đội đua thuộc nhóm giữa bảng, hai tay đua có màn trình diễn xuất sắc và đã có nhiều tiến bộ trong mùa giải 2023, gọi tên Alex Albon và Yuki Tsunoda. Đối với Alex Albon, anh đã có một mùa giải ao trình hoàn toàn chàng tân binh Logan Sargeant và ghi cho mình 27 điểm cho đội đua Williams. Cách lái của Albon vẫn còn ảnh hưởng nhiều từ khoảng thời gian trước đây ở Red Bull. Anh cực kỳ thích understeer và có một chiếc xe có khả năng quản lý lốp tốt. Ngay tại chính chặng đua Canadian GP, Albon đã có những pha phòng thủ xuất sắc và bảo vệ thành công vị trí thứ 7 của mình, mặc dù bộ lốp cứng của anh lúc đó đã không có độ bám và các đối thủ phía sau của anh lại đang có lợi thế về mặt tốc độ. Tài năng của Alex Albon không chỉ từ bẩm sinh mà còn nhờ vào sự chăm chỉ của anh. Có thể kể đến mùa giải 2021 trước đây, mặc dù chỉ là một tay đua dự bị và thi đấu cho giải đua DTM. Dù vậy thì Albon vẫn miệt mài ngồi trong buồng mô phỏng xuyên đêm để giúp đỡ Red Bull tìm ra các điểm yếu và lỗ hổng trong setup cho chiếc RB16B. Nhờ công lao lớn đó mà đội bỏ hốc cùng với Max Verstappen có thể giành lấy chiếc vô địch tay đua và kết thúc khoảng thời gian thống trị của Mercedes kéo dài hơn 7 năm. Khoảng thời gian quý báu ở đội đua Williams đã giúp cho Albon tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và sự tự tin sau khi anh phải chia tay F1 sau mùa giải 2020 đầy luyến tiếc. Chắc hẳn là nhiều người xem vẫn còn nhớ khoảng thời gian đầy khó khăn đó. Albon cùng với chiếc RB16 rất khó lái, cùng với vô số pha tai nạn mạnh gây tốn kém cho đội. Lúc này thì Red Bull đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm người để thay thế đồng đội cho Max. Bó hốc đã không phải mất nhiều thời gian khi chiến thắng chặng Sakhir GP của Sergio Perez đã lọt vào mắt xanh của team
team principal Christian Horner. Vậy là chàng Albon đã bị Red Bull đá một cách không thương tiếc. Còn với Yuki Tsunoda, màn trình diễn của anh ở mùa giải này có rất nhiều tiến bộ so với năm ngoái. Anh có pace và kỹ năng sữa lốp đã được cải thiện hơn rất nhiều. Như tại trang đua cuối mùa giải là Abu Dhabi GP, anh đã có pace tốt khi xuất phát ở vị trí thứ 6 trên cả Checo Perez trên chiếc RB19 đầy mạnh mẽ. Còn ở main race, Yuki còn xuất sắc bảo vệ vị trí thứ 8 của mình trước Lewis Hamilton, đang chật vật trên chiếc xe của mình trong hồ đua cuối và rất xứng đáng được bình chọn là Driver of the Day hôm đó. Dẫu rằng có nhiều tiến bộ nhưng 2023 lại là một mùa giải có phần đen đủi với Yuki Tsunoda. Mặc dù Yuki đã cho thấy mình xứng đáng với chiếc ghế tại AlphaTauri năm nay sau một mùa giải 2022 tệ hại, thế nhưng anh chẳng thể ghi nổi điểm số nào, hoặc đang có thứ hạng tốt thì bị các steward phạt hoặc phải DNF. Ví dụ như tại chặng Spanish GP hay Michigan GP, Tsunoda đang có thứ hạng tốt khi đang trong top 10 thì lại gặp va chạm và đưa mình xuống nhóm mét bằng. Không những vậy thì chiếc xe AT04 của anh ở đầu mùa giải gặp vấn đề về hiệu năng phanh, cũng khiến cho anh chàng người Nhật phải rất khó khăn mới có thể vào cua cùng chiếc xe này. Tự chung lại thì với những gì mà 6 tay đua này đã thể hiện trong năm 2023 vừa qua, những người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một màn trình diễn hoàn hảo hơn trong năm 2024 tiếp theo. Bởi lẽ trong khoảng thời gian nghỉ đông này, các tay đua đang chuẩn bị cho mình một thể lực và tinh thần tốt nhất sau một mùa giải 2023 đầy thăng trầm và căng thẳng. Không những vậy thì các đội đua cũng đang bắt đầu nghiên cứu và phát triển những chiếc xe trong mùa giải 2024 với hy vọng lật đổ Max Verstappen cùng với đội đua Red Bull đang rất thăng hoa. Hãy cùng đón chờ mùa giải Formula One 2024 trực tiếp và độc quyền trên K Cộng.